Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong không khí hân hoan của tuổi trẻ cả nước chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và truyền thống anh hùng cách mạng của tuổi trẻ Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 và khai mạc lễ hội thanh niên lần thứ tư năm 2024. Chương trình kỷ niệm diễn ra tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các sở ban ngành thành phố cùng đông đảo đoàn viên thanh niên đến tham dự. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn trong chặng đường 93 năm qua, đồng thời khẳng định sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ thành phố. Nhiều công trình phần việc ý nghĩa đã được thực hiện, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển. Giải thưởng mang tên Người liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bí thư đầu tiên của khu đoàn Sài Gòn Gia Định, nay là thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng nhằm vinh danh và lan tỏa những mô hình, giải pháp hiệu quả, khẳng định sự năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới của tổ chức đoàn, hội đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của thanh niên thành phố mang tên Bác. Qua 22 năm triển khai, giải thưởng đã vinh danh 164 tập thể, 44 cá nhân có mô hình giải pháp tiêu biểu. Năm 2024, ban tổ chức quyết định trao giải thưởng cho 12 mô hình giải pháp sáng kiến tiêu biểu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chăm lo phát huy thiếu nhi thành phố, phát huy giá trị truyền thống và tuyên truyền giáo dục, phát huy chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Đó là chương trình văn nghệ Hát về thời hoa đỏ của ban tuyên giáo đối ngoại thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình Em nuôi heo đất 60 ngày tiết kiệm vì biên giới biển đảo của Hội đồng đội quận 8, Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế của Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ và Ban cán sự đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Ngày không tiền mặt của báo Tuổi trẻ. Công trình Tuổi trẻ Công an thành phố Hồ Chí Minh xung kích tham gia phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn thành phố của Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hồ Chí Minh. Giải pháp tận dụng vật liệu sâu sản xuất để xây dựng khu vui chơi cho học sinh nghèo của Đoàn Xí nghiệp Cơ khí ô tô An Lạc. Mô hình Hội đồng trẻ em thành phố Hồ Chí Minh của Hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh. Hội thi học sinh sinh viên giỏi nghề của Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chuyến xe mùa xuân của Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh. Hội thi bí thư đoàn cơ sở giỏi thành phố Hồ Chí Minh của Ban tổ chức kiểm tra Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Sáng kiến đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua việc học tập các bài lý luận chính trị số 5 của đoàn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các tập thể được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn và nhấn mạnh đây là những điển hình tiêu biểu, là nguồn cảm hứng và động lực để huy động nguồn lực tiếp tục xây dựng phát triển thành phố, đồng thời yêu cầu các cấp cần tạo môi trường ủng hộ, khuyến khích và động viên sự sáng tạo của tổ chức đoàn, hội đội. Giải thưởng Hồ Hảo Hớn đã ra đời cách đây 22 năm, đã ghi nhận các tập thể và cá nhân có những sáng kiến sáng tạo áp dụng thành công vào thực tiễn và nhiều đề tài nghiên cứu về công tác thanh thiếu niên phát triển và ứng dụng sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Qua 22 năm triển khai giải thưởng, đã có 164 tập thể, 44 cá nhân không chỉ đem lại niềm tự hào cho chính các đồng chí và các bạn mà còn là cho cả tổ chức và cộng đồng. Đây là những điển hình tiêu biểu, là nguồn cảm hứng và là động lực để chúng ta tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố. Công tác thanh thiếu nhi không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân hay một tập thể nào, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Chúng ta cần tạo ra một môi trường ủng hộ, khuyến khích và động viên sự sáng tạo của tổ chức đoàn, hội đội, các ban ngành, đoàn thể của thành phố cần quan tâm phát triển các chính sách, các cơ chế và nguồn lực hỗ trợ và tiếp sức cho thanh niên thực hiện ý tưởng và sáng kiến của mình. Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan phụ trách công tác thanh thiếu nhi của thành phố cần đồng hành và tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát triển tối đa tiềm năng của mình, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu. Trong tháng thanh niên năm 2024,
lãnh đạo thành phố ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố trong xây dựng và tạo lập môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của nhà nước để biểu dương thành tích xuất sắc của Trung tâm trong công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đồng chí Lê Hoàng Minh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Nhà văn hóa thanh niên nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cùng sự đa dạng và đổi mới trong các hoạt động, Lễ hội Thanh niên năm 2024 đã trở thành một sân chơi thú vị, nơi các bạn thanh thiếu nhi được trải nghiệm, học hỏi và trang bị nhiều kỹ năng và kiến thức. Lễ hội Thanh niên Youth Fest năm 2024 đã chính thức diễn ra từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2024 tại tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và Nhà văn hóa thanh niên. Với thông điệp Thế hệ mới, thích ứng, kết nối và chia sẻ, Lễ hội Thanh niên là sự kiện văn hóa đa sắc màu của thanh niên, thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, là sân chơi bổ ích với chuỗi các hoạt động kết nối, giao lưu văn hóa, chia sẻ kiến thức, kỹ năng trong nhiều lĩnh vực. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 và năm nay, Lễ hội Thanh niên đã được công nhận là lễ hội lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường ánh sáng được thể hiện dưới hình tượng của 300 ngọn đuốc ánh sáng trải dài trên đường Phạm Ngọc Thạch, thể hiện truyền thống hào hùng của dân tộc, của tổ chức đoàn, hội, đội, thành phố. Ngọn đuốc rực cháy thể hiện tinh thần của thế hệ cha anh đi trước và sự nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ hôm nay là thế hệ mới thích ứng, kết nối và chia sẻ, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Lễ hội được thiết kế với đa dạng các không gian để đoàn viên, thanh niên và du khách trải nghiệm không gian công nghệ với rất nhiều các hoạt động sáng tạo, hoạt động chuyển đổi số, giúp chúng ta có thêm nhiều kiến thức về các giải pháp công nghệ mới nhằm phục vụ cho lao động, học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp. Tại không gian văn hóa trẻ và giao lưu quốc tế, các bạn trẻ được tìm hiểu về văn hóa trang phục truyền thống của các nước Đông Nam Á và tham gia các hoạt động văn hóa các nước và giao lưu thanh niên quốc tế. Ngoài ra, tại lễ hội còn có không gian nghệ thuật sáng tạo trẻ, có các loại hình sân chơi nghệ thuật đường phố, patin, yo-yo, bắn cung, vẽ tranh, điêu khắc, hội họa, ảo thuật, dân vũ. Tổ chức các hội thảo về nghệ thuật dành cho thanh niên, triển lãm các mô hình nghệ thuật sáng tạo. Tại không gian âm nhạc kết nối, chúng ta được xem biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân tộc, nghệ thuật đương đại, giao lưu các đội, nhóm nghệ thuật, liên hoan nhóm nhảy Dance for Youth, giao lưu âm nhạc đường phố, rap, cover, v.v. với các văn nghệ sĩ nổi tiếng. Dù là lần đầu tiên tham gia nhưng mà em cảm thấy rất là vui, cái không khí nó rất là sôi động, tạo ra sự tương tác của tụi em rất là nhiều, khiến cho tụi em không chỉ là tương tác một chiều nữa mà được tương tác hai chiều, được tham gia những hoạt động trong bút và tìm hiểu những cái kiến thức mà đó giờ tụi em cũng chưa được dịp tiếp cận quá nhiều. Nên là em cảm thấy rất là vui. Nãy giờ tụi em cũng có tham gia hoạt động mà trồng cây xanh, bởi vì tụi em cảm giác nó là một cái rất là thực tiễn và giúp cho tụi em gần hơn với những cái vấn đề bảo vệ môi trường. Nên là tụi em cảm thấy rất là thích cái hoạt động đó. Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ hội thanh niên thì em thấy rất là vui, cùng với độ hoành tráng của nó, cũng như là được trải nghiệm các gian hàng, cũng như tham dự các talk show để biết thêm nhiều thông tin bổ ích thú vị từ lễ hội. Em thấy thú vị nhất là đồng diễn robot, tại vì đây là lần đầu tiên em được tham dự và em thấy cái độ hoành tráng mọi người chuẩn bị cũng như là độ trình diễn của robot nó gây cho em sự ấn tượng. Em thấy không khí ở đây rất là hoành tráng, rất là sôi nổi, cũng như được giao lưu với các bạn đến từ các trường đại học khác nhau, rất là năng động, sáng tạo. Các bạn hòa đồng để cùng trải nghiệm các gian hàng cũng như trao đổi cho nhau những kiến thức liên quan tới chương trình lễ hội. Đồng thời đến với lễ hội, đoàn viên thanh niên còn được tham gia các diễn đàn với nhiều chủ đề khác nhau, được trao đổi với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Diễn đàn khi người trẻ sẵn sàng với chủ đề, sẵn sàng hợp tác, sẵn sàng kiến tạo, sẵn sàng bứt phá, sẵn sàng mở ra cơ hội. Tham gia diễn đàn có các đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, thủ đô Viên Chăn, tỉnh Champasak, tỉnh Atapu, Tổ chức Sinh viên Tình nguyện Quốc tế YSS Malaysia, Ủy ban Chính sách Thanh niên và Hợp tác với các tổ chức chính phủ thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, cùng 20 sinh viên quốc tế đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các cơ sở đoàn thuộc thành đoàn và các thanh niên tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn thể hiện sự tiên phong, sẵn sàng của thanh niên các quốc gia trong đa dạng lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, văn hóa văn nghệ, giao lưu hội nhập, tình nguyện vì cộng đồng. Tại diễn đàn, các đại biểu đã tham gia các tổ thảo luận để cùng chia sẻ và lắng nghe những sáng kiến giải pháp của các đại biểu đến từ nhiều quốc gia khác nhau đối với các chủ đề cụ thể như
sẵn sàng hợp tác với nội dung giải pháp nâng cao chất lượng hợp tác thanh niên trong và ngoài nước, sẵn sàng kiến tạo với nội dung giải pháp phát huy sáng kiến và vai trò của thanh niên trong kiến tạo tương lai, sẵn sàng bứt phá với nội dung giải pháp đồng hành cùng thanh niên vượt qua các rào cản trong quá trình phát triển, sẵn sàng mở ra cơ hội với nội dung sáng kiến hợp tác quốc tế để cùng tạo cơ hội hoàn thiện kiến thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ. YouthFest là nơi các bạn trẻ tập trung để cùng nhau chia sẻ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau trải nghiệm các hoạt động thú vị. Tôi cảm thấy đây là một hoạt động ý nghĩa và tất cả các hoạt động từ diễn đàn cho đến các hoạt động ngoài trời đều rất là vui và rất là thu hút. Đây là một trong những hoạt động tuyệt vời nhất mà tôi từng được tham gia. Tôi cảm thấy rất vui khi tham gia YouthFest ngày hôm nay. Ở đây có rất nhiều hoạt động đa dạng khác nhau để có thể kết nối các bạn thanh niên. Tại diễn đàn Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên đã thể hiện vai trò của đoàn viên thanh niên trong thời đại mới, chia sẻ nhiều giải pháp cách làm hay liên quan đến đa dạng các lĩnh vực như văn hóa văn nghệ, trật tự an ninh, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển thành phố theo định hướng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết 98 của Quốc hội, đề án số 01 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035, đề án 03 của Ban Chấp hành Thành đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2027. Trong khuôn khổ lễ hội cũng đã diễn ra chuỗi các hoạt động dành cho đa dạng các đối tượng. Liên hoan tiếng kèn đội ta năm học 2023-2024 tại tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia biểu diễn của 35 đội thi là 35 liên đội tiêu biểu nhất đại diện cho đội viên thiếu nhi các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Đây là sân chơi giao lưu của đội nghi lễ các liên đội trên địa bàn thành phố nhằm giáo dục đội viên thiếu nhi về tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời tôn vinh, biểu dương, khích lệ các bạn đội viên tích cực hơn trong học tập và rèn luyện. Tối ngày 23 tháng 3 tại Nhà văn hóa thanh niên, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đêm sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Đêm sự kiện tắt đèn năm nay có sự tham gia của Hoa hậu Hồ Henie, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 và gần 50 văn nghệ sĩ, các nhóm nhạc, nhóm nhảy cùng tham gia. Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất đã được triển khai trong nhiều năm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó phát huy hiệu quả tinh thần rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể dục thể thao, nâng cao nhận thức của người dân, đoàn viên thanh niên của thành phố và góp phần vào nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Đúng 20:30, nghi thức tắt đèn tại đêm sự kiện đã được thực hiện. Thông qua sự kiện, tình yêu môi trường trong mỗi đoàn viên thanh niên cũng được thắp lên và nuôi dưỡng từng ngày, để các bạn trở thành những người tiên phong trong công cuộc bảo vệ môi trường và lan tỏa ngày một rộng rãi hơn đến cộng đồng. Ngày hội sức khỏe sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh thu hút gần 3.000 sinh viên đến từ các trường đại học cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động đẩy mạnh giao lưu giữa các đơn vị trường, tạo môi trường rèn luyện sức khỏe cho các bạn học sinh sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời đây cũng là sân chơi giao lưu về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội dành cho các bạn sinh viên. Hưởng ứng sự kiện giờ trái đất năm 2024, Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực Thành phố tổ chức giải chạy bộ Bước chân xanh năm 2024, thu hút hơn 3.000 vận động viên là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, công nhân tham gia. Giải chạy có cự ly 5 km dành cho nam và 3 km dành cho nữ trên các tuyến đường trong khuôn viên đẹp quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội thanh niên YouthFest được Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm trong tháng thanh niên, tạo sân chơi với các hoạt động kết nối giao lưu văn hóa, chia sẻ kiến thức, kỹ năng nhiều lĩnh vực như văn hóa nghệ thuật, công nghệ ứng dụng, dự án cộng đồng, các hội thảo đa dạng chủ đề nhằm lan tỏa năng lượng tích cực trong giới trẻ thành phố,